Kính thưa quý vị, 8 sĩ quan Hải quân Cộng sản Việt Nam tốt nghiệp phi công ở Canada, tin từ Sydney, Canada. Theo nguồn tin từ CBC News, 8 sĩ quan Hải quân Cộng sản Việt Nam nhận bằng tốt nghiệp phi hành hồi đầu tuần này trong buổi lễ mãn khóa tại Sydney, British Columbia, Canada. Hải quân Cộng sản Việt Nam hồi gần đây có mua 6 chiếc thủy phi cơ Twin Otter của Viking Air và cần hãng giúp huấn luyện các sĩ quan của họ cách sử dụng. Huấn luyện viên Robin Tiswell nói, chương trình huấn luyện 20 tháng, bao gồm phần học Anh ngữ và hàng không, là cả một thử thách vì các học viên đều không có kinh nghiệm về phi hành. Việc khó là đào tạo cho người chưa có bao giờ bay để trở thành một phi công thương mại trong vòng 20 tháng. Chưa nói đến phi công này điều khiển một máy bay nhiều động cơ trong chóng và đáp cả trên đất lẫn trên mặt nước. 30 sĩ quan khác hiện đang được huấn luyện ở Victoria và thêm nữa dự trù sẽ đến từ Việt Nam trong thời gian sắp tới.